Rồi, chuyến xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn này. Thì hôm nay lên sóng full anh em ha, full 1 204, máy móc zin anh em nhé, máy móc zin. Con này máy còn chắc lắm anh em ạ, máy chắc lắm. Thì anh em có nhu cầu thì liên hệ nhé. Anh em có nhu cầu thì liên hệ đến cửa hàng xe máy Hàng Sáng. Con này thì biển còn 4 số anh em này, biển còn 4 số luôn, 60S6 8531. Đó thì anh em có nhu cầu thì liên hệ nha. Bây giờ nghe thử cái máy ra này. Anh em nghe thử cái máy này. Con này thì nói chung là máy HVN anh em ha, máy HVN chứ không phải máy đầu ET đâu, đầu HVN. 14 triệu 500, con này 14 triệu 500, giá cực kỳ mềm anh em nhé, cực kỳ hợp lý, máy êm lắm, máy ro êm lắm. Thử ha, nói chung là máy bóc êm nhé nè. Còn bây giờ đi sẽ đi chi tiết giá cả thì báo luôn rồi, 14 năm, mà giá thương lượng anh nhẹ anh em ha, thương lượng nhẹ thôi nha anh em, chứ không phải là báo giá lên là anh em bớt nhiều quá đâu bán được đâu anh em, lỗ vốn đâu bán được đâu. Xe cổ nói chung là từ xa mà nói thì xe cổ có giá hết rồi anh em, mà xe cổ nó có giá cả hết rồi, bên em chẳng dám bán cao và cũng chẳng bán thấp được đó. Nói chung là bán theo giá sàn, giá chung chung đó, thương lượng nhẹ thôi, chứ anh em mà bớt sát quá rồi đâu bán được đâu, lỗ vốn anh em. Xe bây giờ giá cả rất là mềm rồi, thực tế mà nói thì hiện tại bây giờ giá xe rất là mềm rồi anh em, quá rẻ luôn rồi, anh em tham khảo nhé. Lốc đồ nguyên này, bô nguyên này, bô còn hết, tem thông số đồ còn hết rồi, nhặt chân này. Dàn chân cũng còn đẹp. Từ dàn chân cũng còn đẹp rồi, áo nè. Nói chung là gặp chỗ nào quay chỗ đó anh em ha. Cũng anh em coi tham khảo thử. Đấy. Áo tem bọc hai bên nha. À, chờ này. Tem này chỗ này là còn zin nha, cái chỗ nào mà có vấn đề gì em sẽ báo vấn đề đó nha anh em ha. Đấy, còn chỗ nào còn zin là sẽ báo zin cho anh em đó, bô bọc nguyên hết, áo đằng sau nguyên hết. Căm đùm liền đồ là đẹp luôn. Đấy. Tổng thể vậy nha. Rồi, biển 4 số này. Thấy không? Anh em coi này, chi tiết 4 số. Rồi. Biển Gucci này, rồi. Căm này, đẹp chưa? Đấy, căm về là đẹp nhá. Cặp te này. Cặp te cái đầu này thì có giảm nhẹ rồi nè. Cặp te đầu này có giảm nhẹ nhá. Rồi, tổng thể. Rồi, dàn áo nguyên dàn áo đằng sau nè, tem zin áo zin này còn rất là đẹp này. Đấy, thấy không, rất là mộc nhá, tem zin áo zin rất là mộc luôn, buộc nguyên luôn, tem zin áo zin. Đấy thì tổng thể cái đầu đuôi này có giảm nhẹ, bô còn nguyên hết, không xi giặt, không cấn móp. Rồi tiếp theo nè anh em, đây cần số lốc nguyên luôn đó, chạy xước bong chóc còn nguyên hết, còn nguyên bản hết. Tem áo đằng sau là ok nhé mọi người. Đấy, tem áo đằng sau là ok. Rồi bây giờ đi luôn cái phần đằng sau hết cho anh em ha, rồi tổng thể lên. Rồi bình xăng. Bình xăng đẹp nha anh em. 204, bình xăng như vậy là chất đẹp rồi. Sơn. Đẹp anh em ạ. À. Chung được nha anh em, được trong tầm giá thì tầm giá mà 14 triệu 14 triệu 500 thì thực ra là rất là rẻ rồi anh em, rất là rẻ rồi.
mà con này là máy móc zin, máy móc zin cho anh em, chưa rớt đầu chưa đồ gì hết, máy móc zin 204 mà anh em có con xe như vậy được. Con này thì nói chung là con này thực tế mà nó thì cũng kén anh em ạ, thực ra cũng không phải là ai cũng chơi con dòng này đâu. Đấy, nó chỉ phù hợp với một vài người thôi, đấy một số thôi anh em ạ. Đấy, còn những hồi xưa có những anh em nào đã đi con này rồi thì chắc chắn là rất là thích. Đấy, phù ha, phù đời đầu. Xưa mà anh em nào mà có tiền mua con phù này thì cũng cả một gia tài anh em, đâu phải đơn giản anh em, mấy con này đâu phải đơn giản. Rồi, đấy thì máy móc zin ha, đầu lòng zin. Đấy, con này thì anh em nào mà muốn trả thù quá khứ thì liên hệ Hoàng Sáng nha anh em. Đấy, anh em nào mà muốn trả thù quá khứ hồi xưa mình không mua được thì bây giờ mình mua được nè anh em. Đấy, mình mua về mình chơi hả, thì có thể liên hệ đến Hoàng Sáng qua cái đầu số là 0983533445 nhé. Thì bên em có trả góp và xuất xe đủ 145, nó rẻ lắm anh em. Thực sự mà nói là rất là rẻ, là rất là rẻ và mềm. Đầu lòng zin, máy móc zin 204 hả, zin mọc đẹp hết tất cả thứ, căm cuộn mấy hàng lịch sử, hàng theo giá trị thời gian, hàng theo giá trị lịch sử này, lâu đời hả? Anh em tham khảo nha, anh em tham khảo. Căm đồng niên trước sau đều oxy còn nguyên hết anh em nhé, căm đồ còn nguyên hết. Rồi rồi, vài bữa cái nào cái mới thì sẽ báo cái mới này. Hồi về này, về này, về này, về cũ thôi anh em, mà về này đánh bát đồ lại thôi. Còn như cái này thì như là có dập lại rồi nên này không tốt. Này không có tem, không có tốt lại rồi. Rồi, chóa đèn này anh em, cái chóa đèn này, chóa đèn mới luôn rồi này, thay mới luôn rồi nha. Đấy, nói chung là mấy cái hàng này thì là đồ của hãng hết nha anh em. Mấy cái hàng này là đồ của hãng hết nha anh em, chứ không phải là ngoài có đâu. Ngoài bán mấy cái này đâu anh em, mấy cái này đặt hàng hết á. Đẹp lắm anh em, nói chung là cái này thì có dập nhẹ lại rồi anh em này. Đấy, nguyên cái dàn này có dập nhẹ rồi, còn như cái cánh này là còn nguyên hết, còn nguyên hết. Còn cái mặt này là dập nhẹ, với cái này là thay mới, cái chó đèn thay mới nè. Đấy, chó đèn này là chó đèn đặt hàng hết nha anh em. Nói chung là giờ mấy cái hàng hiếm như vậy, hãng Honda rồi mới còn thôi, chứ còn ở ngoài thì hàng tồn kho. Cận nét sáng lắm anh em ơi, hàng mới nó khác, sáng bệnh, sáng khác bên. Đấy, heo dầu heo đồ cũng nguyên hết nha mọi người, đĩa đồ cũng nguyên hết, anh em tham khảo thử nha. Sang tên được, rút gốc được, trả góp xích xe đầy đủ hết. Nói chung là con này còn đẹp lắm. Nếu mà thực sự mà nói thì con phu này nó vẫn còn rất là nét. Con phu này vẫn còn rất là nét nhé. Phu này rất còn rất là nét. Nói chung là bên em thì đẻ lâu á anh em, nó không có đi rồi thì nó hơi yếu bình. Thì cái này thì anh em mình về, anh em mình đi một thời gian là nó sạc lại thì ok hết nha mọi người. Đó. Máy móc thì êm anh em. Máy móc thì êm. Nói chung là nổ đạp cái là nổ nhẹ. Nãy em đề cũng được anh em, nãy em đề cũng được nhưng mà nó hơi yếu bình đó anh em. Cộng nó hư, đề biết nó hư. Gần nét luôn. Đó. Máy móc là rất là êm. Đó. Máy móc zin nó dàn chân dàn áo đẹp. Nó chỉ có trội một hai chỗ thôi. Đó. Nó trội một hai chỗ là chỗ cái chóa này là thay mới nè. Chóa này đặt hãng Honda mới nè. Đấy, mình thay mới, con này thay mới anh em nhìn thấy nó sáng không? Rất là sáng ha. Rồi cái này dập tốt nhẹ cái mặt này thôi, nó còn đâu cái dè hai bên là còn nguyên hết hả? Cái đầu nó tốt nhẹ lại thôi đó, tổng thể rất là đẹp. 204 máy móc zin tầm giá 14 năm. Đó thì anh em có nhu cầu thì liên hệ Hoàng Sáng nhé, anh em có nhu cầu thì liên hệ Hoàng Sáng đầu số 0983533445 nhé, trả góp xích xe được anh em ha. Rồi về nha anh em.